Con người ta thèm khát tình yêu, cho nên thèm khát Chúa. Xin lễ. Có biết xin lễ không? Thưa cha, cha nhớ nha. Con đưa cho cha cái phong bì này để là cha làm lễ đưa chân cho linh hồn đấy, người nhà con đấy cha. À, vâng. Mới chết đấy cha. Dạ vâng ạ. Đưa chân tức là mới chết 3 ngày đấy cha. Dạ vâng. Thưa cha, bình thường cái số tiền này là 5 lễ, nhưng mà con chỉ xin 1 lễ thôi đấy cha. Dạ vâng ạ. Thưa cha, cha nhớ cho họ đi taxi nhá. À, ủa cái gì vậy? Tới lúc tìm hiểu ra mới biết rằng là đi taxi tức là một mình 1 lễ. Còn mà đi mà có bao nhiêu linh hồn kèm theo gọi là đi xe đò à? Bây giờ tôi mới hiểu cái thông minh của người khác mà mình không hiểu. Lạy Chúa tôi. Tôi cũng bảo thưa bác ơi, bác đi taxi mà linh hồn này bao nhiêu tuổi rồi? À, thưa cha, 90 tuổi rồi đấy cha. Con lạy Chúa thưa bác ơi, bác 90 tuổi cũng phải có người giúp đỡ chứ. Đi một thân một mình đi taxi nó đưa lộn đường thì làm sao? Lên xe đò có người có ta. Cha có làm lễ cho không thì bảo. Bảo con tôi làm lễ. Được chưa? Hiểu chưa? Bây giờ hỏi này nhá. Cái bài này mới giảng vừa rồi mà ta thích lắm. Mỹ có hay xin lễ không nhỉ? Mỹ về Việt Nam ai xin lễ nhiều hơn? Chắc không? Đúng rồi. Việt Nam xin lễ nhiều lắm. Mỹ có hay xin lễ không? Ít lắm. Mà Việt Nam xin lễ nhiều không? Ý tôi muốn nói phong bì có nhiều không ấy? Nhiều hơn Mỹ không? À Mỹ thì có 5 đồng thôi, còn Việt Nam thì bỏ bao nhiêu? À 20 là tối thiểu. À đấy. Có không ạ? Theo giá cả thời kinh tế, thời thị trường thế kỷ thứ 21 thì tối thiểu một cái phong bì là 20, phải không ạ? À. Thế còn thì cách đây nghĩa là 30 năm về trước khi tôi bước vào nhà dòng cũng 20. Đấy. Thế thì nói cái này không phải tiền lễ nha, mà thế này để hiểu thêm. Vui lắm. Người ta bảo Mỹ nó xin lễ ít lắm, Việt Nam xin lễ nhiều chả. Mễ nó chả xin bao giờ. Nó chỉ bảo mình làm cho nó thì có. Tôi nghe như vậy tôi cũng bắt đầu tôi cảm thấy ngào ngán. Vì sinh viên của tôi nó có tiền đâu mà nó xin lễ. Mà nó cũng chẳng biết là xin lễ là gì nữa. Chả nên biết có ở đây không? Chắc chạy mất rồi. Đã vậy chứ xin xong rồi thưa cha. Cha có làm lễ cho con chưa? Chưa? Và có. Con nhờ cha cầu nguyện cho gia đình con từ hôm nọ hôm nay công ăn việc làm tốt, cha đã làm chưa? Và làm rồi. Nó vẫn thất nghiệp cha. Thế tôi bảo dầm sao đây? Con nói vậy cha hiểu sao hiểu. Ê, tôi hỏi giờ bà có muốn refund không? Ê, lúc vào trong đại học, vào trong đại học xong cái gặp ngay cái thằng sinh viên đó bảo cha ơi cha, giáo hội của mình có cái vụ xin lễ phải không cha? Bảo có. Anh em tin lành con mới gặp họ nói chuyện ở ngoài kia, họ nói không có xin lễ. Ủa vậy hả? Thế nó bảo là như vậy thì như thế nào cha? Con hiểu thế nào? Bảo thế cha, con nghe như anh em tin lành nói có lý lắm. Buôn thần bán thánh cha.
Và anh em Tin Lành bảo với con biết rằng là đó là một cái gọi là do chuyện của mấy anh công giáo bày ra để kiếm tiền đấy cha ạ. Con cái mình về nói ngay cho một câu như vậy, trong khi mình đang cầm một cái phong bì do một giáo dân hảo tâm xin một cái lễ cho các đảng linh hồn 100 bạc, làm lòng động làm lo. Lạy Chúa mẹ ơi, thằng này nó bảo cái này, mà ngoài kia lễ có 20, mình cầm cái phong bì 100 đô, đang dự định làm xong cái lễ này dẫn bằng đấy đứa đi ăn. Nó nghe nó nói xong hết hồn. Thôi vậy thôi, không muốn làm nữa. Có người ta không sống bằng cơm bánh mà sống bằng lời Thiên Chúa phán ra. Có người ta không sống bằng cái gọi làm sao vật chất, nhưng mà bằng lòng bác ái và tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa dạy bảo. Và tôi về, tôi bắt đầu tôi suy nghĩ, đây là một cơ hội. Đây là một cơ hội để làm gì? Để mời gọi con người ta nhìn thấy ra tình yêu của Thiên Chúa thật sự. Và tôi nói với nó, Tin Lành không xin lễ là nói dối. Nó bắt đầu nói sừng sững ra. Mà ngày hôm sau tôi vào trong trung tâm công giáo, tôi gặp các bà Việt Nam xin lễ nhiều, Mỹ xin lễ ít. Bà xạo, sai hết. Mỹ xin lễ nhiều hơn mình nhiều. Mỹ xin lễ nhiều hơn nhiều. Cắt nghĩa nhé. Xin lễ để làm gì? Để hối lộ Chúa à? Không, thánh lễ vô giá. Chúa có đọc được ao ước của chúng ta không anh chị em? Chúa có đọc được cái khao khát của chúng ta không anh chị em? Có. Một linh mục cầm cái tiền xin lễ đó, có phải vì vậy mà đi hối lộ Chúa không? Dạ không. Một linh mục bổn phận để mà nhận cái bổng lễ đó để làm giàu cho mình, phải không ạ? Có thể có. Có thể có. Và cũng có đấy, chứ không phải không. Nhưng mà cốt lõi của xin lễ thì lại không vậy. Cốt lõi của xin lễ là một sự khiêm tốn, nhận ra mọi cái là ân sủng. Lạy Chúa, con đang ốm đau quá sức, nhà con mất việc làm. Lạy Chúa, con nó hư hỏng quá, con xin lễ để xin cha dâng một thánh lễ nhớ đến điều này mà cầu nguyện Chúa ghé lòng thương xót đến con. Nhưng anh chị em thân mến, tâm tình của anh chị em đâu phải là tâm tình bị bỏ quên, bởi vì giáo hội mỗi một thánh lễ chúc tụng Chúa là Chúa tể cản khôn, vì Chúa đã rộng lượng ban cho chúng con bánh này và rượu này là hoa màu ở ruộng đất lao công của con người. Chúng con xin dâng lên Chúa để trở nên của uống và của ăn thiêng liêng cho chúng con. Xin Chúa cũng nhớ đến các linh hồn ông bà cha mẹ, anh chị em tín hữu đã qua đời trước chúng con. Xin cho chúng con được hưởng đức nhan thánh Chúa. Có. Mỗi thánh lễ mà cả giáo hội làm, mỗi một giây là một thánh lễ. 24 tiếng đồng hồ trên trái đất này liên lỉ lời cầu nguyện đó vẫn được dâng lên Chúa, liên lỉ được thống thiết kêu nài Chúa. Đau khổ triền miên và những khóc vất vả khốn nạn trong cuộc sống được tiếp tục dâng lên, và giáo hội vẫn dâng lên Chúa để nói điều này: lạy Chúa, chúng con cần Chúa. Lạy Chúa, chúng con những đau khổ đời này đơm bọng trở thành của lễ, để nhờ đó mà Chúa cứu độ chúng con trong đau khổ tìm hạnh phúc. Ấy thế mà khi chúng con ý thức điều đó thì một cái phong bì nó gắn bó một cái ý thức, một cái bổn phận để nhắc nhở cho ai? Cho ai? Cho chính mình được tham dự vào mầu nhiệm của Thiên Chúa. Thì chúng ta lại quên đi, mà chúng ta chỉ thấy cái đói của cơm bánh, nhiều lễ, nhiều bổng, nhiều ơn. Và vì vậy chúng ta bắt đầu sinh lo và đau khổ. Để được một thánh lễ, để được một của lễ dâng thì phải có một cộng đoàn. Mà để có một cộng đoàn thì có một nơi chốn. Mà cần một nơi chốn thì cần có một cái gì? Một tòa nhà. Mà có một tòa nhà mà ở Mỹ
thì phải cần có bảo hiểm, mà có một bảo hiểm thì phải cần có sự đóng gì? Đóng góp. Việt Nam chúng ta xin lễ nhiều, đóng góp cũng mạnh. Nhưng nếu mà xét theo cái con số chung cho tất cả các giáo xứ chung quanh thì làm sao chúng ta đóng góp bằng những người địa phương ở đây lâu năm? Họ ít xin lễ lắm, nhưng họ xin lễ hàng tuần bằng đóng góp trong giỏ, và họ bỏ 10% trong đó, anh chị em. Như vậy người Mỹ xin lễ ít hay nhiều, anh chị em? Nhiều lắm. Và có những giáo hội xin lễ khá nhiều. Ví dụ như ở Đức, xin lễ đủ để có thể lấy cái tiền thuế mà nhà nước lấy từ tiền thuế đóng vào đó lo cho giáo hội, và còn trao lại giáo hội, và họ dùng cái tiền đó để giúp đỡ những giáo hội nghèo khác, trong đó có Việt Nam. Vậy thì Mỹ có xin lễ ít không, anh chị em? Thưa, Mỹ xin lễ cũng nhiều, y như Việt gì? Việt Nam vậy. Việt Nam ít hay nhiều là bỏ hết lòng của ai? Của mình ra. Của lễ không phải bằng tiền, mà bằng cái gì, anh chị em? Bằng lòng. Và một vị linh mục dâng lễ thì lận một bổng lễ không phải để mà nhận cái số tiền, nhưng mà nhận cái gì? Tâm lòng của người tín gì? Tín hữu. Vì vậy không được nhận quá một bổng lễ là như thế. Anh chị em thấy. Thế thì tôi mới nói với sinh viên tôi, Tin Lành không có xin lễ, láo toét. Mình có lễ đâu mà xin. Tin Lành đâu có làm lễ. Nhưng mà Tin Lành có dâng của lễ không? Có không? Có. Và dâng nhiều không? Dâng nhiều lắm. Và nếu con là một thành phần của giáo hội Tin Lành, con phải bỏ ít ra 15% lợi tức của con vào đó. Và nó nghe xong nó bắt đầu, wow, I never thought about it. Con người ta không sống bằng bổng lễ, nhưng mà con người ta sống bằng tình yêu trói buộc của Thiên Chúa phán ra. Cho nên từ giờ về sau, đừng bao giờ quan niệm là nhiều lễ là nhiều ơn. Bởi vậy ở dưới chỗ tôi đó, có những người đó, bỏ vào 20 đồng rồi đem xin cha làm cho chúng con 4 lễ. Thì thưa với anh chị em điều này một cách thành thật. Ở đây các cha có lương, cho nên các cha không sống bằng tiền lễ được. Cho nên chính vì vậy tất cả tiền lễ của anh chị em, nếu mà trong một giáo xứ thì giáo hội địa phương cho phép là được gom hết tất cả những cái đó bỏ vào trong cái gọi làm sao, của lễ chung, để trở nên giáo hội gì? Giáo hội chung. Ở Việt Nam không có lương để có một cái nhà thờ, để có một cộng đoàn, để có một sinh hoạt, thì các cha cần có một cái gọi làm sao cố định, ổn định đủ để có thể lo cho cái bổn phận của mình. Nên vì vậy bổng lễ được đặt ra. Theo tôi biết ở giáo phận Sài Gòn bây giờ đó là gần 15 đô để giúp cho một cha có thể có sinh hoạt một ngày. Và ở ngoài Bắc là khoảng 10-12 đồng rưỡi. Vậy mà có nhiều người vẫn bỏ 5 đồng. Xưa rồi Diệm ơi, mình ở đây mình có cái cơ hội đóng góp mà mình quan niệm nhiều thì được lắm ơn. Tội lắm trước mặt Chúa. Các cha như chúng tôi khi người ta đưa tiền xin lễ, tôi làm cái gì anh chị em? Thấy bởi vậy mới rao. Các nhà thờ là phải rao, người xin phải rao. Trong khi có những người không bao giờ gọi là rao mà âm thầm vẫn xin lễ bằng cách bỏ giỏ mỗi tuần. Đấy chẳng phải là của lễ ư? Đấy chẳng phải là tiền xin lễ ư? Anh chị em thay đổi não trạng đấy, coi chừng mất công phúc trước mặt Chúa. Và bây giờ người bảo chứ đấy, Chúa tôi ngày hôm nay, nghĩa là Chủ nhật ngày hôm nay đọc rao lễ, có tất cả trên dưới con đếm đó là khoảng hơn 40 lễ. Cha xứ với cha quản nhiệm tha hồ tiêu. Một lễ mà được bằng đấy là 40 cái phong bì. Đâu có biết rằng là việc mình xin á
thì cái ơn ích đó đã được thể hiện, Chúa đã thể hiện ở trong ao ước của lòng mình rồi. Còn tất cả những cái phong bì đó phải được gửi về từng nơi một để họ có thể làm dâng lễ theo ý của mình. Còn ở giáo hội địa phương đây, họ gom hết lại, họ cho vào trong nhà thờ để làm một lễ chung cho tất cả. Và tôi hỏi anh chị em, và thưa cha, làm như vậy có lỗi không? Mà không, là bởi vì sao? Coi lại sách Tông đồ công vụ, cộng đoàn đầu tiên có xin lễ không? Cộng đoàn đầu tiên có xin lễ không thưa anh chị em? Có. Họ tụ tập nhau dâng lời cầu nguyện của lễ được dâng cho tất cả, rồi làm sao? Và được gì? San sẻ cho tất cả. Và lần đầu tiên ở Antioch, những người theo Chúa được gọi là Kitô hữu, tức là người theo Chúa Kitô. Và vì thế vết dầu loang loang ra, và người ta bắt đầu gia nhập giáo hội. Vì của lễ được dâng thì lại được ban gì? Ban phát hết cho tất cả mọi người. Và nếu tính ra như vậy thì các cộng đoàn đầu tiên của giáo hội, mỗi một người như vậy họ phải xin một thánh lễ tương đương với chúng ta bây giờ, là tiền chúng ta bỏ giỏ là có thể phải từ 50 cho đến 100 đô la đấy anh chị em ạ. Bởi vì sao? Vì cộng đoàn tín hữu đầu tiên dùng tất cả của mà thu được lo cho cả một cộng đoàn, cả mấy trăm người như vậy, gồm có quá bụa và con côi và những người nghèo khó. Và ngày hôm nay của lễ được đóng vào trong một nhà thờ thì được lo cái gì? Để lo cho một cái gì? Cơ sở, một nơi chốn, để ngày hôm nay có nơi ngồi ở đây mà được bồi dưỡng bằng chính lời Chúa phán ra. Cho nên không còn đi taxi, mà cũng không còn đi xe gì, xe đò, mà là đi với lòng gì? Lòng mến. Được chưa anh chị em? Nhớ nhá, lần sau xin lễ là hãy đi với lòng gì? Lòng mến. Và cũng đừng quan niệm là bỏ phong bì 20 cầu cả tháng nữa ông mới làm, bây giờ bỏ 100 ngày mai ông làm cho coi. Thì tôi nói thật với anh chị em đấy, ai mà bỏ 20 với một người bỏ 100 thì tôi sẽ dâng cái phong bì nào trước? Tôi sẽ phong bì nào trước? À, 100 trước chứ, bộ tôi ngu sao? Thế nhưng mà nếu mà tôi dâng cái phong bì 100 chỉ vì là tôi thấy 100 đồng mà tôi tiêu hơn thì tôi là người ngu trước, chứ không phải là người ta giáo dân người ta ngu, người ta dại. Vì chỉ có những kẻ mà ngu dốt mới bắt đầu nghĩ con người ta sống bằng cơm bánh chứ không sống bằng lời của Chúa phán gì? Phán ra. Một linh mục không thể nào mà ngu dốt như vậy được. Và nếu mà phải dâng một lễ 100 đồng trước là bởi vì, thưa anh chị em, nhà mình con đông, tiền không có, thôi thì xin phép Chúa làm cái phong bì 100 trước cho nó, rồi làm cái 20 kế tiếp để mà lo những chuyện khác của giáo hội sau. Cái đó được không anh chị em? Được không? Được. Nhưng mà có lỗi đứa bác ái không? Dạ không, là bởi vì dâng lễ bằng lòng gì? Lòng mến. Phải dạy nhau cái đấy nhé. Được chưa ạ? Chứ không phải là cứ 300 lễ là được vào thiên đàng sớm hơn là 10 lễ. Không phải vậy. Được chưa anh chị em? À, con người ta sống bằng lời Chúa chứ không phải sống bằng cơm gì.